đi đến đâu nó sẽ mang các chất dinh dưỡng đi cùng với nó để cung cấp cho mô, cho nên người ta gọi là nó có chức năng dinh dưỡng. Tương tự như vậy á, thì tại mô tất cả các quá trình chuyển hóa sẽ được diễn ra, và khi mà thoái hóa một cái chất đến cuối cùng thì song song với việc tạo ra năng lượng cho cơ thể sử dụng thì sẽ là các chất cặn bã, và những chất này là những sản phẩm cần được bài tiết ra ngoài. Thế làm cách nào để bài tiết được? Thì nó cũng sẽ phải theo máu để đi đến các cơ quan bài tiết, để bài tiết ra ngoài. Thế trong cơ thể mình sẽ có mấy cơ quan được xem là cơ quan bài tiết ạ? Mọi người có thể comment phía bên đây để cho chị nhìn thấy là mọi người có tham gia bài á. Trong cơ thể mình sẽ có mấy cơ quan được xem là cơ quan bài tiết? À, thận, đúng không? Bài tiết các chất ra ngoài qua nước tiểu, đúng không? Như gì nữa? À, phổi thì bài tiết chủ yếu là CO2, da là bài tiết qua mồ hôi và đường tiêu hóa, đúng không? À, thật ra thì gan nó chỉ bài tiết thành phần của dịch mật, thì trong thành phần dịch mật đó thì có một số chất là cần được bài tiết, nhưng mà kiểu gì đó thì cũng phải đi đến ruột và bài tiết theo đường tiêu hóa nha. Rồi trong máu sẽ có hồng cầu, mà hồng cầu thì có thể vận chuyển được cả oxy và CO2, cho nên thông qua đó nó thực hiện được chức năng hô hấp cho cơ thể. Rồi về chức năng điều hòa rất rất là nhiều nha. Giả sử như là các em sẽ có tế bào beta đảo tụy sẽ tiết ra hormone insulin. Thế insulin có phải sau khi được tạo ra chỉ có tác dụng lên mô tuyến tụy không thôi không ạ? Chỉ có phải là tác dụng lên cái nơi nó bài tiết ra không thôi không? Nếu chỉ ở tụy thôi, nó có phát huy được hết tác dụng của nó không? À, tất nhiên là không, đúng không? À, và mình sẽ thấy là cái insulin đó, cái hormone đó sẽ cũng phải theo máu để đi đến khắp các cơ quan trong cơ thể. Và tại tất cả những cơ quan này á, thì nó sẽ giúp cho gluco đi vào trong tế bào dễ dàng hơn, vân vân, rất là nhiều thứ. Và khi đó nó mới thực hiện được chức năng điều hòa đường huyết nha. Thế cho nên là máu cũng gián tiếp thực hiện chức năng đường hòa. Rồi ngoài hồng cầu thì trong máu còn có hệ thống bạch cầu và các kháng thể, cho nên thông qua đó thực hiện được chức năng bảo vệ cơ thể. À, ngoài ra đây cũng là nơi mà để vận chuyển các sản phẩm chuyển hóa từ cơ quan này đến cơ quan khác. Tại vì mình đã học chuyển hóa rồi, có rất là nhiều chất mà sau khi được tổng hợp ở cơ quan này xong cũng cần phải đi đến một cơ quan thứ hai để được chuyển hóa tiếp theo. Ví dụ như là mình có chuyển hóa của axit amin, thì cái axit amin đấy cũng sẽ đầu tiên sẽ được gan tổng hợp thành ure. Ure đó cũng sẽ phải theo máu đến thận và được bài tiết ra ngoài qua nước tiểu đấy. Và đối với người bình thường thì thể tích máu sẽ chiếm khoảng 1/13 trọng lượng cơ thể người, hay nếu là mình tính những người có cân nặng chuẩn 50-60 kg thì tổng thể tích máu sẽ là 4-5 lít. Nhưng mà tự nhiên thì chẳng ai quan tâm đâu cái người đấy bao nhiêu lít máu. Nhưng mà theo các em thì nếu mà mình đang làm việc trong bệnh viện thì nơi nào là cái nơi mà mình cần phải quan tâm tổng thể tích máu của bệnh nhân? Nếu như mà mình được trực ở trong bệnh viện, đã đi bệnh viện nhiều rồi nè, thì thấy đó, ở đâu là mình nên đánh giá lượng máu của bệnh nhân? À, ở khoa cấp cứu, đúng không? Tiếp nhận bệnh ban đầu, và nhất là đối tượng nào mà mình cần phải quan tâm xem là ở cái người này nặng khoảng như vậy đó là chừng cỡ bao nhiêu lít máu. Đối tượng nào mình cần phải quan tâm? Những bệnh nhân vào viện vì gì ạ? Một tình trạng gì? Mất máu cấp, đúng rồi, mất máu cấp này có thể do chấn thương, vân vân,
hoặc là do sốc mất máu, hoặc là do một cái bệnh lý gì đó, đúng không, dẫn đến chảy máu cấp. Right. Cho nên là mình cần phải biết tổng thể tích máu nha. Là giả sử như á, mình biết là người này tổng thể tích máu là 4-5 lít, xong người ta vào viện với mình trong một tình trạng chảy máu cấp, chảy máu, đang chảy máu. Đến mình người ta bảo là bây giờ tôi mệt lắm rồi, tôi mất rất nhiều máu rồi. Thế hỏi lại mất rất nhiều máu là nhiêu vậy? Nãy giờ mất khoảng 60, khoảng 100ml máu rồi. Thì theo các em là 100ml máu đấy có thật sự là ảnh hưởng đến cái chức năng của bệnh nhân liền hay chưa? Chưa, đúng không? Nhưng mà một người khác vừa vào viện cũng trong tình trạng mệt mỏi xanh xao, cũng trong một cái tình trạng là do mất máu cấp, đúng không? Mình hỏi lại là bệnh sử thì chảy máu khoảng bao nhiêu rồi, ta khai nãy giờ mất cũng khoảng 2 xị rồi. Thì nhiều không ạ? 2 xị nhiều không ạ? 2 xị là khoảng nhiêu ta? Nửa lít. Nè, nửa lít máu thì cũng tương đối là nhiều ha, so với một tình trạng chảy máu cấp. Thế bây giờ hồi đó giờ mình bảo á, để đánh giá tình trạng thiếu máu của bệnh nhân thì mình sẽ xem cái gì để mình biết được tình trạng thiếu máu? Đi bệnh viện nè, đi các tỉnh rất là nhiều rồi nè, xin tôi nghỉ để đi các tỉnh nè. Giờ trả lời đi. À, dựa vào lâm sàng, đúng không? Rồi xin hiệu, rồi khám da nêm, đúng rồi, dựa trên cận lâm sàng là công thức máu để đánh giá tình trạng thiếu máu, đúng không? Tuy nhiên, trong trường hợp nãy giờ mình đang đề cập đó là bệnh nhân bị chảy máu cấp. Thế thì bệnh nhân bị mất máu cấp, cái sự mất máu đó có thể hiện lên kết quả xét nghiệm liền hay chưa? Và câu hỏi rất dễ trả lời là chưa, đúng không? Thế thì sau bao lâu mất máu thì mới thể hiện được lên xét nghiệm công thức máu? À, có khi sớm hơn cả 6 giờ em nhé, cũng tùy trường hợp, nhưng mà thường là sớm hơn 6 giờ nha. 4 giờ một số bệnh nhân thì nhạy hơn nha, có thể trước đó, nhưng mà cũng phải mất một khoảng thời gian mới thể hiện được kết quả lên xét nghiệm. Cho nên cái việc mà đánh giá ngay tại thời điểm ban đầu cực kỳ quan trọng trong xử trí, hiểu chưa? Rồi máu thì sẽ bao gồm 60% là huyết tương, còn lại là huyết cầu. Huyết cầu thì sẽ bao gồm chủ yếu là 3 loại tế bào máu: hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu. Tí hồi mình phải đi từng thành phần này về thành phần tính chất của nó. Rồi giờ mình sẽ sang mục tiêu kế tiếp, đó là tính chất lý hóa. Thì máu sẽ có 4 nhóm tính chất lý hóa chung, cũng rất là dễ nhớ. Thứ nhất là về tỷ trọng, thì nó có tỷ trọng nặng hơn so với nước, hiển nhiên rồi nha, khoảng 1,050 đến 1,060. Thứ hai về độ nhớt, bình thường độ nhớt của máu sẽ gấp 4 đến 5 lần so với nước ở điều kiện nhiệt độ cơ thể. Như vậy thì độ nhớt của máu sẽ phụ thuộc vào hai yếu tố chính. Đầu tiên là số lượng huyết cầu, và thứ hai là nồng độ protein. Và mấy em thấy là nếu như vì lý do gì đó độ nhớ của máu tăng lên, như vậy hậu quả sẽ là gì ạ? Khi độ nhớ của máu tăng lên thì cái việc di chuyển của máu trong lòng mạch có bình thường không ạ? Có được dễ dàng tự do như bình thường không? Khi mà nó phải di chuyển trong lòng mạch đó, với độ nhớ cao, đúng rồi, thì nó sẽ không có phải di chuyển được một cái tốc độ như bình thường nữa. Và khi đó thì nguy cơ sẽ bị gì ạ? Nguy cơ sẽ gì? Đúng rồi, ảnh hưởng đến các hoạt động về kích hoạt các cái quá trình đông máu, đúng không? Vậy sẽ dẫn đến tắc mạch nha. Và trong hai cái yếu tố mà làm ảnh hưởng đến độ nhớ của máu này, thì yếu tố thứ nhất là chủ yếu là quyết định nhiều nhất, đó là số lượng huyết cầu. Thì như các em đã thấy, đã học về bệnh học rồi á, thì những bệnh lý nào có thể làm tăng độ nhớ của máu mà do ảnh hưởng đến số lượng huyết cầu? Đúng rồi, thay đổi tăng số lượng hồng cầu hoặc bạch cầu một cách bất thường, đúng không? Đa hồng cầu, bạch cầu cấp và
bạch cầu mẹ. Thì trong những trường hợp này, độ nhớt của máu sẽ tăng rất cao. Vì vậy là bệnh nhân sẽ có nguy cơ tắc mạch rất nguy hiểm, và đặc biệt là tắc những cái mạch mà nuôi dưỡng cái cơ quan quan trọng. À, ví dụ như là tim, não sẽ dẫn đến hậu quả là gì ạ? Khi tắc mạch ở những cái mạch nhánh mạch máu nuôi mô cơ tim, nuôi mô não thì sẽ dẫn đến gì? Không thiếu máu nuôi đúng không? Thiếu máu nuôi thì sẽ dẫn đến là nhồi máu cơ tim, nhồi máu não. Hoặc là khi nó tắc như vậy, nó sẽ làm tăng áp lực lên cái thành mạch tại nơi nó tắc, sẽ dẫn đến vỡ, đúng không? Sẽ dẫn đến xuất huyết não chẳng hạn. Đấy, rất là nguy hiểm. Vì vậy cho nên trong trường hợp đa hồng cầu hay bạch cầu cấp thì bằng mọi cách người ta điều trị là làm gì ạ? Giảm số lượng huyết cầu xuống, đúng không? Giảm bằng cách là đối với đa hồng cầu thì người ta có xử trí là gì? Đa hồng cầu, bệnh nhân đa hồng cầu thì xử trí để giảm số lượng tế bào hồng cầu là rút bỏ máu, đúng không? Còn bạch cầu cấp hoặc bạch cầu mạn thì người ta làm gì? Có rút bỏ không? Có rút bỏ được không? Đối với bệnh bạch cầu thì ta làm gì? Dùng thuốc để làm gì? Đúng rồi, bạch cầu thì không có rút bỏ để mà rút hết bạch cầu nha. Và bạch cầu người ta sẽ dùng thuốc để phá vỡ những cái tế bào bạch cầu nha, để cho nó không có ảnh hưởng đến chức năng hoạt động của cơ thể. Yeah. Còn về nồng độ protein làm tăng độ nhớ của máu thì thật ra thì lâm sàng vẫn có, nhưng mà các em ít để ý hơn. Và đặc biệt là protein tăng trong bệnh cảnh đa u tủy sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến độ nhớ của máu. Yeah. Và trong đa u tủy thì mấy em thấy là khi nồng độ protein tăng thì trong trường hợp đó chủ yếu là các globulin. Yeah. Protein sẽ bao gồm albumin và bốn loại khác nhau của globulin. Trong đa u tủy thì các globulin tự miễn sẽ tăng rất cao và ảnh hưởng đến độ nhớ của máu rất nhiều. Và khi đó thì lâm sàng thì ít quan tâm cái này, nhưng trong lĩnh vực xét nghiệm lại cực kỳ quan tâm. Bởi vì khi độ nhớ của máu mà thay đổi đến mức quá nhiều như vậy á, thì sẽ dẫn đến là cái quá trình mà thực hiện các cái kỹ thuật thuốc bệnh phẩm sẽ thiếu thể tích nha, và dẫn đến kết quả xét nghiệm sẽ sai biệt rất nhiều. Vì vậy khi xem cuộc kết quả của bệnh nhân đa u tủy thì các em chú ý là kết hợp thêm những cái thông số khác, đặc biệt là những cái thông số như ure, creatinine sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều nha. Cho nên lúc biện luận thì mình nên tỉnh táo một tí xíu để mình xem là nó có bị ảnh hưởng bởi bệnh lý của bệnh nhân hay không lên các thông số đó. Còn đương nhiên khi thiếu máu thì độ nhớ của máu sẽ giảm thôi ha. Về áp suất thẩm thấu của máu thì cái này học sinh lý quá nhiều rồi. Áp suất sẽ phụ thuộc vào tất cả các phân tử và hữu cơ và các ion có trong đó, và chủ yếu là những cái ion mà các em có thể xét nghiệm được nằm trong bộ xét nghiệm điện giải đồ. Thế xét nghiệm điện giải đồ mình thường làm xét nghiệm gì nè? Comment kế bên để thấy mọi người đi học bệnh viện mấy nay có quá nhiều kiến thức rồi. Comment lại ơi. Xét nghiệm điện giải đồ. Natri, kali, clo, đúng không? Rồi, thật ra trong đây thì sẽ là natri và clo sẽ quyết định áp suất thẩm thấu rất là nhiều. Còn kali và canxi ion hóa thì sẽ quyết định các cái hoạt động của điện thế này nha. Hoạt động của các ion này trong các cái hoạt động của sinh lý là chủ yếu, chứ còn nó nồng độ rất ít, nên chỉ có natri, clo và bicarbonate sẽ tham gia rất mạnh mẽ vào cái quyết định áp suất thẩm thấu. Rồi thì mình đi thực tập học phần của năm trước nữa về điều dưỡng ấy. Thì mình cũng đã biết được là khi truyền dịch cho bệnh nhân thì phải lưu ý là dịch phải đẳng trương, đúng không? Còn khi cần phải truyền những cái chế phẩm môi trường thì phải chú ý theo dõi áp suất thẩm thấu thông qua các chỉ số điện giải đồ.
Về chỉ số khúc xạ của huyết tương thì phụ thuộc chủ yếu vào nồng độ protein. Thì như mình đã nói ha, tự động trên lâm sàng nhìn một bệnh nhân các em chả bao giờ quan tâm chỉ số khúc xạ làm chi nha. Nhưng mà khi làm trong lĩnh vực xét nghiệm thì mình phải rất chú ý với cái chỉ số khúc xạ này. Bởi vì khi nồng độ protein quá cao, chỉ số khúc xạ sẽ thay đổi. Và mình đã học thực tập sinh hóa rồi, mình đã biết định lượng nồng độ các chất hòa tan chủ yếu là thông qua việc đo mật độ quang của một dung dịch. Nhưng mà nếu như mà chỉ số khúc xạ nó thay đổi thì ít nhiều gì nó cũng sẽ có ảnh hưởng đến kết quả. Rồi mình sang nội dung kế tiếp, đó là hệ thống đệm của máu. Thế bây giờ đi lâm sàng rồi, cho hỏi nè, pH máu của bệnh nhân, để mà mấy em đọc một kết quả xét nghiệm khí máu động mạch á, thì trên cái phiếu xét nghiệm người ta cho giá trị tham chiếu là từ bao nhiêu đến bao nhiêu? Đúng rồi, 7,35 đến 7,45, đúng không? Thế giờ câu hỏi đặt ra, tại sao trong bài này mình lại giới thiệu với mọi người là pH bình thường là 7,38 đến 7,42? Thật ra nhìn kỹ hơn một chút, nó cũng quanh quẩn cái khoảng 7,4 cộng trừ, đúng không? Cộng trừ 0,02. Tại sao ạ? Tại vì thật ra là cái hằng số mà 7,38 đến 7,42 này nè là hằng số sinh học của người bình thường. Có nghĩa là bắt hết lớp mình ra làm xét nghiệm pH chắc chắn rơi vào khoảng này hết nha. Còn đối với bệnh nhân, khi bệnh nhân đã bị mắc bệnh và bệnh nhân đang khi mà bị một cái vấn đề gì đó ảnh hưởng đến pH máu thì ngay lập tức phải cần một cái quá trình đệm. Vì vậy mà cần phải cho một cái khoảng rộng hơn để cơ thể bù trừ. Vì vậy để kết luận bệnh nhân này là nhiễm toan thì pH phải bé hơn 7,35. Kết luận người này nhiễm kiềm thì phải là lớn hơn 7,45. Được chưa? Có nghĩa là đấy là cái khoảng mà trong đó thì mình cho phép cơ thể người ta bù trừ. Chính vì vậy mà khi mà đọc kết quả xét nghiệm khí máu động mạch, các em sẽ thấy có nhiều trường hợp ấy, pH máu cũng chưa hẳn là toan hoặc chưa hẳn là kiềm, nhưng mà người ta đánh giá những thông số còn lại và có thể là nó là đang trong giai đoạn bù trừ. Thì vậy thì mình cũng hiểu hơn một chút nha. Rồi như vậy thì xét về tất cả những quá trình chuyển hóa cơ bản trong cơ thể của mình, chuyển hóa đến cuối cùng thì ngoài việc tạo ra được năng lượng thì nó đều có khuynh hướng tạo ra cái sản phẩm, mà cái sản phẩm đó có thể là làm cho cơ thể bị nhiễm gì ạ? Nhiễm toan hay nhiễm kiệt? Khuynh hướng chuyển hóa cơ bản của mình lúc nào cũng có khuynh hướng làm cho cơ thể bị nhiễm toan, đúng không? Bởi vì nó tạo được CO2 và nước. Và mình cũng đã thấy rồi, CO2 và nước sau khi tạo ra sẽ được tạo thành H2CO3, sau đó phân ly thành H cộng và HCO3 trừ. Cho nên không lẽ cứ mỗi 5 phút, 10 phút mình lại bị nhiễm toan một lần, có không? Tại vì chuyển hóa trong cơ thể là diễn ra liên tục, đúng không? Thế có phải là mình cứ một chốc là mình bị nhiễm toan một lần không ạ? Không, đúng không? pH máu của mình luôn luôn được ổn định trong một khoảng nhất định. Thấy được ổn định như vậy là nhờ vào hoạt động của A. Cái này là tài học rồi, hỏi lại để cho thi thôi đó. Nhờ hoạt động của các hệ thống đệm, đúng không? Hệ thống đệm này là những hệ thống giữ cho pH máu được ổn định. Như vậy thì hoạt động của hệ thống đệm này chủ yếu là để thải những cái chất có khả năng làm cho pH máu to, đúng không? Như vậy thì những cái cơ quan nào sẽ tham gia vào quá trình điều hòa thăng bằng kiềm toan? Cơ quan nào chủ yếu tham gia vào điều hòa? Phổi và thận, đúng chưa? Phổi thì chủ yếu sẽ thải ra ngoài CO2 qua thì thở ra.
Còn thận thì chủ yếu là thải dưới dạng axit không bay hơi, đúng không? Cho nên hai cơ quan này đã phối hợp để điều hòa thăng bằng kiềm tay. Thế hồi nãy mình có nhắc đến hệ thống đệm. Thì nếu như tôi tính tổng hệ thống đệm trong cơ thể là 100%, thì trong cơ thể mình sẽ có mấy hệ thống đệm chủ yếu? 4 hệ thống, đúng không? Và hệ nào sẽ chiếm tỷ lệ nhiều nhất? Nếu chỉ tính về số lượng thôi nha, tính về tỷ lệ của nó thôi, thì hệ nào? À, hệ hemoglobin chiếm đến tận 82% nha. Nhưng nếu như tôi xét về chức năng thực hệ đệm, đây là quá trình đệm trong huyết tương, thì hệ đệm nào sẽ giữ vai trò quan trọng nhất và hiệu quả nhất? À, hệ bicarbonate, đúng chưa? Còn nếu như đây là quá trình đệm trong hồng cầu, thì đương nhiên hệ đệm hiệu quả nhất ở trong đây sẽ là hệ hemoglobin, đúng không? Đấy, như vậy nghĩa là mình sẽ nắm qua về điều hòa thăng bằng kiềm tan, cơ quan tham gia vào quá trình điều hòa đấy, 4 hệ thống đệm chủ yếu, các tỷ lệ tương ứng nha. Rồi bây giờ mình tiếp luôn một nội dung kế tiếp ha. Đó là về thành phần của máu. Hồi nãy mình nói rồi, thật ra trong máu sẽ bao gồm mấy thành phần chính? Nãy học rồi đó. Mấy cái slide đầu mình thấy rồi, đúng rồi, huyết cầu và huyết tương. Bây giờ mình sẽ đi vào hồng cầu, là cái thành phần huyết cầu đầu tiên ha. Hồng cầu sẽ có khoảng 70% là nước, còn lại là chất khô. Mà chất khô này chủ yếu là ai ạ? Trong hồng cầu thì cái loại protein chủ yếu là gì? Là hemoglobin, đúng không? Thì hemoglobin sẽ chiếm khoảng 35-40% khối lượng của hồng cầu. Người ta còn ký hiệu là chỉ số gì trong xét nghiệm công thức máu? Cái chỉ số nào mà thể hiện được là khối lượng của hemoglobin trong hồng cầu? Khối lượng chứ không phải nồng độ. Khối lượng của hemoglobin trong hồng cầu chiếm bao nhiêu phần trăm ấy? Khối lượng của hemoglobin trong hồng cầu. Chỉ số. Nãy giờ chưa thấy ai đúng luôn. Red blood cell là số lượng. Đúng rồi, hematuric nha. Yeah. Hematuric là chỉ số cho biết khối lượng của hemoglobin trong hồng cầu. Cho nên những trong những trường hợp mà bệnh nhân bị mất máu cấp, xong sau đó thì người ta sẽ truyền dịch, đúng không? Truyền dịch thì có thể là làm cái cung lượng tuần hoàn nó đủ liền, nhưng mà khi mình xét nghiệm của những bệnh nhân đó thì hematuric sẽ thấp. Yeah. Thì như vậy trong trường hợp đó mình biết cái bệnh nhân đang thiếu là hemoglobin. Được chưa? Rồi. Còn một cái chỉ số khác, đó là nồng độ của hemoglobin trong 100ml máu. Nha. Thì thông thường sẽ là khoảng 15g hemoglobin trong 100ml máu. Thì nó sẽ thể hiện thông qua chỉ số gì ạ? À? Cũng ở xét nghiệm công thức máu luôn. Chỉ số gì? Hồi nãy phía trên có một số người cũng đã comment rồi á. À, chỉ số hemoglobin, đúng không? Rồi, như vậy thì trên lâm sàng thì người ta sẽ dựa vào cái chỉ số hemoglobin này để đánh giá và phân loại mức độ thiếu máu của bệnh nhân. À, thật ra 15g trong 100ml máu này á, là một con số cực kỳ lý tưởng nha.
Chứ còn đâu thật ra cũng ít có người nào đạt đến con số này lắm. Rồi một đặc điểm cũng cực kỳ quan trọng của hồng cầu nữa, đó là trên màng tế bào hồng cầu sẽ có chứa các kháng nguyên quyết định nhóm máu. Và dựa vào tính chất này mà mình thực hiện được xét nghiệm gì ạ? Xét nghiệm gì mà dựa vào cái kháng nguyên trên bề mặt tế bào hồng cầu xác định nhóm máu? Và có hai cái nhóm máu cơ bản nhất bắt buộc phải làm trên một người bệnh, đó là gì ạ? Hệ nhóm máu ABO và hệ máu gì? Rồi, đúng không? Rồi. Thì thật ra tất cả những cái ứng dụng này mình đều dựa trên cái nguyên tắc đó là trên màng tế bào hồng cầu sẽ chứa các cái kháng nguyên quyết định nhóm máu. Bản chất của nó là lipoprotein và glycolipid. À. Rồi một đặc điểm nữa là ion kali trong tế bào hồng cầu sẽ cao gấp 20 đến 30 lần trong huyết tương. Nhưng mà tất cả các xét nghiệm để đánh giá điện giải kali thì mình sẽ xét nghiệm kali trong huyết tương hoặc huyết hành. Đấy. Cho nên nếu như kỹ thuật lấy bệnh phẩm của mình khi mình lấy máu cho bệnh nhân mà bị vỡ hồng cầu, bị tán huyết thì khi đó các em xét nghiệm kali sẽ tăng hay giảm? À, sẽ tăng, đúng không? Và cái sự tăng kali này có phải là do bệnh lý của bệnh nhân không? À, không phải do bệnh lý của bệnh nhân, đúng không? Mà là do sai số trước xét nghiệm nha. Nó làm cho mình bị nhầm lẫn trong quá trình nhận định kết quả. Và tuyệt đối, chính vì vậy mà ở xét nghiệm người ta có một cái rule, đó là tuyệt đối không thực hiện xét nghiệm định lượng kali trên bệnh phẩm tán huyết nha. Nó sẽ thay đổi rất rất nhiều. Rồi một đặc điểm nữa của bạch cầu, trong đây có rất nhiều các cái chất mà mình nhìn thấy là trong đó sẽ có enzyme, và chính những cái thành phần này sẽ tấn công vào tế bào vi khuẩn nha, tấn công màng vi khuẩn, tiêu diệt cơ thể vi khuẩn thông qua những cái enzyme có trong bạch cầu. À, tiểu cầu cũng là một loại tế bào khá đặc biệt, không có chứa axit nucleic. Và đó là những cái điểm cơ bản nhất về huyết cầu mình cần nắm. Đấy. Giờ mình sang phần kế tiếp là huyết tương. Thì huyết tương thành phần nước sẽ nhiều hơn nữa nha. Đến 90% là nước, phần còn lại là chất khô. Thế chất khô ở đây sẽ là gì? Rất rất nhiều chất nha. Giờ mình sẽ lần lượt đi vào từng cái nhóm chất khô đó. Chất đầu tiên là chất khí. Thì không cần học gì hết cũng biết được những cái khí cơ bản trong cơ thể sống là gì ạ? À? Là khí gì? Khí cơ bản nhất trong cơ thể người, oxy và CO2, đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ học nhiều hơn tí xíu. Thế thì nồng độ oxy trong 100 ml máu động mạch là khoảng 18 đến 20 ml oxy. Mình thấy nhiều như vậy đó, nhưng mà trong đó chỉ có khoảng 0,3 ml là ở dạng hòa tan. Còn dạng còn lại là dạng kết hợp với hemoglobin của hồng cầu. Hay nói cách khác, đây là dạng mà hồng cầu đang mang oxy đi đến cho mồ. Được chưa? Còn đối với CO2 thì cũng giống như oxy vậy đó, nhưng mà có mấy dạng tồn tại à? Có mấy dạng tồn tại? Ba dạng, đúng không? Ngoài hai dạng giống oxy, nó còn có thêm dạng bicarbonate, dạng H2O3 trừ. Và chính nhờ có thể tồn tại được ở dạng này, cho nên cái hệ thống để bicarbonate mới hoạt động được hiệu quả trong điều hòa pH máu. Rồi thành phần các chất vô cơ thứ hai mà mình cần phải biết đến ở trong huyết tương đó là các ion dương, các ion âm và các yếu tố vi lượng rất là nhiều. Và trong tài liệu của các em cũng có một cái bảng
để show ra cho mình thấy được là nồng độ của từng loại ion ở trong và ngoài tế bào. Thì khi nhìn vào đây thì các em rất dễ dàng nhận biết được ion natri là ion chính của dịch nào ạ? Natri là ion chính của dịch ngoại bào, đúng không? Kali là ion chính của dịch nào? Nội bào. Ion clo, clo. À, thì thường sẽ đi cùng với natri. Đi cùng với natri ha, trong dịch ngoại bào. Thì mình biết được cái sự chênh lệch này, và một lần nữa mình thấy được là ion kali nội bào rất rất cao so với ngoại bào. Về thành phần các chất hữu cơ, đây là những thành phần mà mình rất đáng quan tâm nha. Bởi vì khi xét nghiệm trong máu thì cũng nhóm này chiếm tỷ lệ rất là nhiều. Vì vậy mà khi mà nhìn vào thì các em thấy có thể người ta thể hiện nồng độ những chất hữu cơ này theo khối lượng trong 100ml máu. Người ta thể hiện là miligam phần trăm, hoặc là khối lượng chất đó trong 1 lít máu, đúng không? Là trong 1000ml, miligam phần ngàn. Hoặc là bây giờ một số tài liệu mới thì người ta sẽ thể hiện thông qua cái hệ thống đơn vị SI nha. À, millimol trên lít hoặc là mol trên lít chẳng hạn. Đấy, thì đây là cái cách để thể hiện nồng độ một chất trong máu. Cái nhóm chất hữu cơ đầu tiên là protein. Thế thì protein toàn phần trong máu nồng độ là bao nhiêu? Cái này hồi thực tập đã học rồi nè. Bao nhiêu? Nồng độ protein toàn phần trong máu bao nhiêu ạ? Học rồi mà mới nhớ luôn hả? Nồng độ protein toàn phần trong máu là nhiêu? Bao nhiêu? Khoảng 60-80 gram trên lít nha. Đúng rồi, đây là con số cơ bản mà phải nhớ nha. Thật ra trong phiếu xét nghiệm đều có, nhưng mà mình cũng cần phải nhớ liền để khi mình đánh giá bệnh nhân á. Rồi, tại vì gặp rất là nhiều nó không dụng mà phải xem chỉ số bình thường thì nó kỳ lắm. Rồi, đó là protein toàn phần. Tuy nhiên sẽ có rất nhiều trường hợp bệnh lý mà protein toàn phần không thay đổi, mà từng thành phần trong đó sẽ thay đổi. Cho nên mình cần phải biết từng thành phần trong đó là gì nha. Thế khi nói đến protein toàn phần, người ta sẽ biết chủ yếu trong đó sẽ có 5 thành phần chủ yếu thôi, nhưng thật ra sẽ có rất rất nhiều thành phần khác, nhưng nồng độ cực kỳ ít và không thể hiện được trên biểu đồ khi mà bình thường nha. Rồi thì 5 thành phần đó là gì? Đó là albumin và 4 loại khác nhau của globulin. Yeah. Và nhìn vào đây thì các em cho biết albumin sẽ chiếm bao nhiêu phần trăm? Khoảng 60%, đúng không? 50-60%. Còn lại là 4 loại khác nhau của globulin: alpha 1, alpha 2, beta và gamma. Cho nên người ta còn gọi tỷ số A trên G ở người bình thường là albumin chia globulin ấy, là khoảng 1,5 đến 2. À, đây là chỉ số bình thường. Cái hồi nãy mình nói á, là còn rất là nhiều các cái protein khác nữa nha, ở trong huyết tương, nhưng mà nồng độ nó cực kỳ thấp và nó không thể hiện được trên cái giản đồ điện di ở người bình thường như thế này nha. Nhưng khi bệnh lý, khi nồng độ nó tăng cao, nó sẽ xuất hiện nha. Rồi thì đây là cái giản đồ điện di protein ở người bình thường, các em cũng cần phải nắm qua
Tiếp theo nữa thì muốn giới thiệu với các em là giảng đồ điện di protein ở những trường hợp bệnh lý khác nhau. Đây là trường hợp bệnh nhân bị thiếu cái sóng alpha 1 globulin, là do bệnh nhân bị bệnh thiếu enzyme alpha 1 antitrypsin cho nên không tổng hợp được chuỗi alpha 1 globulin. Rồi trường hợp kế tiếp, giảng đồ thứ 3. Tôi nhìn vào đây các em cho biết bất thường như thế nào. Đầu tiên, albumin đang tăng hay giảm? Giảm, đúng không? Globulin thì sao? Globulin thì tăng. Tăng mấy loại globulin? Tăng mấy loại? À, tăng cả ba loại luôn nha. Và khi này thì mình tính tỷ số A trên G sẽ tăng hay giảm? Tỷ số A trên G sao tăng được? Tỷ số albumin chia globulin, trong khi đó albumin giảm, globulin tăng, thì tỷ số A trên G sẽ giảm, đúng không? Và mấy em học bệnh học có rất là nhiều trường hợp, người ta nói là trong trường hợp này tỷ số A trên G giảm thì nó chính là kết quả của cái này nha. Đây là giảng đồ điện di, rất là điển hình của những trường hợp viêm cấp tính. Rồi trường hợp thứ tư, thay đổi đặc điện di như nào? Albumin thì sao? Tăng hay giảm? Globulin thì gì? Tăng, đúng không? Rồi globulin tăng và tăng cả bốn loại globulin luôn, và đặc biệt là tăng chuỗi beta globulin. Tăng cái loại beta globulin thì sẽ làm cho mất phân biệt đỉnh beta gamma. Mất phân biệt đỉnh beta, và đây người ta còn gọi là dấu hiệu block beta gamma. Đây là một dấu hiệu cực kỳ điển hình trên giảng đồ điện di protein của bệnh nhân sơ gan. Và đương nhiên trong trường hợp này tỷ số A trên G cũng giảm. Và nếu bệnh nhân bị sơ gan nhưng mà ở giai đoạn mà chưa có phải là giai đoạn cuối, nó sẽ có một cái giai đoạn trong suốt cái tiến trình của nó, thì protein toàn phần không thay đổi nồng độ, nhưng mà tỷ số A trên G sẽ rất khác biệt, và khi thực hiện điện di thì dấu hiệu block beta gamma sẽ thể hiện rõ rồi. Thì đó là về protein. Các em nhìn lại một phần nữa về các cái thành phần của protein trong máu trước khi mình sang phần kế tiếp. Và bây giờ mình sang phần kế tiếp ha, là lipid. Lipid toàn phần trong máu sẽ là khoảng 4 đến 7 gram trên lít. Nhưng mà thật sự thì ngày nay thì có ai dựa vào lipid máu toàn phần để đánh giá khả năng chuyển hóa lipid ở một người không ạ? Mà người ta sẽ dựa vào xét nghiệm gì? Xét nghiệm gì để đánh giá khả năng chuyển hóa lipid ở một người? Và những xét nghiệm này các em đã được làm rồi trong phần thực tập. Xét nghiệm đó mình gọi là gì ạ? Mụn mỡ, đã có bạn phát hiện được, đúng không? Và xét nghiệm mụn mỡ này mình sẽ xét nghiệm mấy loại trong đó, mấy loại trong máu. Mấy xét nghiệm trong đó. Đầu tiên là mình xét nghiệm gì ạ? Lượng mỡ dự trữ là gì đó?
dự trữ là gì? Triglyceride, đúng không? Rồi mình có xét nghiệm gì nữa? Cholesterol toàn phần trong máu, đúng không? Rồi chưa đủ nữa, mình chưa thể đánh giá được. Tiếp theo phải định lượng những gì? Protein vận chuyển lipid trong máu. Mà hai loại protein với hai vai trò ngược nhau à, mà mình gọi là yếu tố xấu và yếu tố tốt đó là gì ạ? Có ai còn nhớ không? À, HDL và LDL, đúng không? À, cho nên là chú ý nhé, khi đi lâm sàng thì để đánh giá khả năng chuyển hóa lipid ở một người, mình sẽ dựa vào xét nghiệm bộ mỡ và tùy theo sự tăng giảm từng thành phần đó mà mình sẽ xác định xem là bệnh nhân này rối loạn chuyển hóa lipid ở mức độ như thế nào, có nguy cơ sơ vữa động mạch nhiều hay ít chẳng hạn nha. Rồi thông qua 4 chỉ số chứ còn ít bao giờ dựa vào lipid máu toàn phần lắm nha. Rồi ngoài ra khi học về chức năng hóa sinh của gan thì ở đó có một cái enzyme cực kỳ quan trọng mà nó làm vai trò là ester hóa nha, để tạo thành cholesterol ester. Thì đến đó mình cũng sẽ biết được cái tỷ lệ để mà biết được cái mức độ hoạt động của cái enzyme đó trong việc đánh giá chức năng của gan. Rồi ngoài protein, ngoài lipid trong máu còn có lipid nha. Thế thì dạng vận chuyển chủ yếu của lipid trong máu là gì? Tại vì mình sẽ thường nghe là định lượng đường trong máu, nhưng mà mình không phải biết là cái dạng vận chuyển chủ yếu của đường trong máu sẽ là đường gì ạ? À, sẽ là đường glucose, đúng không? Đó là đối với chuyển hóa ở người bình thường ấy, cho nên một số trường hợp bất thường thì vẫn có thể xuất hiện những cái đường khác, nhưng mà đó là những bệnh lý hiếm và cực kỳ ít gặp nha. Thường nhất vẫn là glucose, là dạng vận chuyển của lipid trong máu, và nồng độ của glucose bình thường là bao nhiêu ạ? Kiến thức cũ không luôn. Bao nhiêu? 70 đến 110 mg trên decilit, đúng không? Một số tài liệu 75 đến 115, một số 80 đến 120. Nhưng mà cũng quanh quẩn khoảng đấy thôi. Chứ không không có sai biệt, không có sai biệt nhiều hơn nữa nha. Còn dạng dự trữ của lipid trong cơ thể là gì? Bài cũ luôn nha. À, là glycogen, đúng không? À. Rồi trong máu ngoài những cái thành phần đó thì còn có enzyme. Và enzyme trong máu thì sẽ tạm chia ra làm hai nhóm để mà mình biết về đặc điểm của nó ha. Thứ nhất, nó là những cái enzyme mà được tiết vào trong một cái khoang nào đó để nó thực hiện chức năng của nó nha. Ví dụ như là tuyến tụy ngoại tiết sẽ tiết rất là nhiều enzyme vào trong dịch tụy nha. Ví dụ như là tuyến tiền liệt sẽ tiết ra phosphatase acid đấy. Thế cho nên là những cái đó nó sẽ thực những cái enzyme đó nó sẽ thực hiện nhiệm vụ của nó tiếp theo trong cái dịch đó. Thứ enzyme, nhóm enzyme thứ hai đó là enzyme chỉ thị, hay còn gọi là những enzyme này bình thường chỉ có trong tế bào để thực hiện cho những chuyển hóa cơ bản diễn ra trong tế bào. Vì vậy nếu như mà tế bào chứa nó bị tổn thương, bị hủy hoại thì enzyme này mới được phóng thích vào trong máu với nồng độ cao lên nha. Rồi cho nên là vì là khi mà nó tăng cho tôi biết được cơ quan chứa nó đang bị tổn thương, cho nên nó còn có tên gọi khác là enzyme chỉ thị nha, enzyme chỉ điểm vân vân. Rồi và thật ra tùy theo nguồn gốc của những enzyme này mà nó sẽ có vai trò lâm sàng khác nhau trong việc ứng dụng chỉ định các xét nghiệm. Ví dụ lactate dehydrogenase, đây là một cái enzyme mà có mặt ở hầu hết các tế bào trong cơ thể, cho nên là hễ có một cái cơ quan nào bị tổn thương
bị hủy hoại, ngay lập tức enzyme này sẽ tăng lên. Hay nói cách khác, câu hỏi đặt ra là độ nhạy của NADH trong việc phát hiện có mô bị hủy hoại là cao hay thấp? À, độ nhạy cao đúng không? Nhưng mà nếu hỏi là khi NADH tăng cao có đặc hiệu riêng cho một mô nào hay không? À, thì là không đặc hiệu, đúng chưa? Bởi vì nó kiểu như là một enzyme quốc dân ấy, chỗ nào có tổn thương thì nó cũng sẽ xuất hiện vào trong máu. Yeah. Cho nên nếu mà tùy mục đích lâm sàng, nếu mình nhìn vào mình thấy là người này mình muốn đánh giá xem là kiểu giống như là có một cái mô nào đang tổn thương nhưng mà không biết ở đâu, thì mình sẽ làm NADH trước. Yeah. Nhưng mà ví dụ như mình nhìn vào mình bệnh nhân đang có một cái đau ngực dữ dội, mình đã biết được chỉ điểm rồi là có thể đang bị nhồi máu cơ tim, thì lúc đấy thì lại ít có ai lại đi chỉ định NADH nha. Mà mình sẽ đi vào những cái enzyme đặc hiệu hơn cho mô cơ tim. Ví dụ như là enzyme gì ạ? Enzyme gì đã học ở thực tập rồi, mà trong bài hóa sinh tim mạch học thêm một số enzyme nữa, rồi lâm sàng nữa. Đúng rồi nha. CKMB, AST, đúng không? Rồi các troponin. Các troponin, thật ra AST hay là CKMB nó cũng có đặc hiệu, nhưng mà cửa sổ chẩn đoán không rộng. Đó cho nên là lâm sàng thường nhất là người ta sử dụng các troponin. Yeah. Và thậm chí là để phát hiện được cái sự tăng troponin ở một cái nồng độ thấp hơn, rất rất thấp, thì người ta sẽ sử dụng xét nghiệm troponin gì ạ? À? Người ta mong muốn là phát hiện nó bất thường ở một nồng độ rất thấp. Đúng rồi, HS troponin, đúng không? Thì đi lâm sàng mình sẽ vận dụng cái này rất là nhiều ha, cho nên mình cũng phải biết một chút xíu về nguồn gốc của nó, cũng như là động học, sự thay đổi của nó trong chuyển hóa cơ bản. Rồi đó là về các enzyme. Ngoài ra trong cơ thể mình cũng còn rất rất nhiều chất có chứa nitơ nhưng không phải là protein. Nó là sản phẩm thoái hóa của rất nhiều chất đi qua rất nhiều cơ quan. Cho nên việc định lượng nồng độ của những sản phẩm chuyển hóa này sẽ giúp mình biết được bệnh lý ở rất nhiều cơ quan. Ví dụ, bệnh nhân bị suy thận thì trong những chất này, chất nào sẽ bị tăng cao trong máu? Khi bệnh nhân bị suy thận, khi bệnh nhân bị tổn thương chức năng lọc, kém lọc để thải các chất ure, creatinine, gì nữa? Hai thứ rồi ạ. Hai thứ là thường gặp nhất, nhưng mà còn gì nữa? Nhìn đây mình cũng thấy luôn nè. Ở bệnh nhân bị suy thận, acid uric, đúng rồi nha. Thì tất cả những cái chất mà bình thường được lọc qua thận ấy thì nó sẽ bị ứ động lại trong máu và nồng độ sẽ tăng cao trong máu. Yeah. Rồi đương nhiên khi mà tăng cao trong máu như vậy thì đối với creatinine, đây là một cái chất rất là đặc biệt, là được lọc ra thận nhưng mà không có tái hấp thu. Lọc qua thận được bao nhiêu là nó sẽ thải ra ngoài bấy nhiêu, cho nên người ta sẽ xét nghiệm creatinine trong nước tiểu để đánh giá chức năng lọc của thận. Yeah. Rồi kết hợp giữa việc tính toán creatinine trong máu và creatinine trong nước tiểu, người ta đánh giá được gì ạ? Người ta tính được một cái chỉ số gì mà hồi học thực tập cũng học rồi, học sinh lý cũng đã nói rất nhiều về cái này. Đúng rồi, độ thanh thải creatinine, đúng không? Và dựa vào cái độ thanh thải đó thì người ta có thể suy ra được cái phần trăm các nephron cầu thận bị tổn thương trên bệnh nhân là như thế nào, đúng không? Đúng rồi, có thể suy ra được độ lọc cầu thận. Nhưng mà khi mấy em đi lâm sàng nhiều hơn một chút, mấy em sẽ thấy là cái việc mà định lượng creatinine trong máu và trong nước tiểu 24 giờ cũng khá là phiền phức trong sinh hoạt cho bệnh nhân. Cho nên là người ta có thể đánh giá cái chỉ số độ lọc cầu thận, cái eGFR, thông qua nồng độ creatinine trong máu, thông qua tuổi, thông qua giới tính của bệnh nhân nha. Yeah. Thông qua một số đặc điểm về màu da của bệnh nhân ha. Rồi xong sau đó người ta yện vào một cái thuật
toán để tính toán ra độ lọc cầu thận, và có rất là nhiều công thức tính độ lọc cầu thận. Thì khi mà mình sử dụng cái chỉ số độ lọc cầu thận EGFR trên lâm sàng á, thì mình cũng nên hiểu một chút xíu là nó được tính từ những cái chỉ số nào để mình biết được là nó bị ảnh hưởng như thế nào khi mình biện luận trên bệnh nhân. Rồi nồng độ bilirubin trong máu, đây cũng là một chất được định lượng rất là nhiều và ý nghĩa cũng rất là nhiều. Trong máu mình có mấy loại bilirubin ạ? Hai loại. Đó là gì? Bili trực tiếp và bili gián tiếp, đúng không? Và thật ra là mình phải nhận định từng thành phần này mình mới xác định được vấn đề của bệnh nhân, đúng không? Vấn đề ở đây là bệnh nhân đang bị tổn thương trước gan hay tại gan hay sau gan, đúng chưa? Và tuy nhiên cũng xin được nhắc lại thêm một lần nữa là mình hiểu bili trong cơ thể mình sẽ có trực tiếp và gián tiếp. Rồi sau này khi đi về lâm sàng, khi nhìn vào kết quả xét nghiệm thì mình chỉ có thể nhìn thấy được bili toàn phần và bili trực tiếp. Cho nên nếu muốn biết gián tiếp thì phải trừ ra nha. Còn nếu không thì phải lập tỷ số của bili toàn phần và bili trực tiếp nha, để nhận định cái tỷ số đó đấy trong biện luận bệnh án. Được chưa? Rồi NH3 này rất có ít xét nghiệm trên lâm sàng nhưng mà nó lại rất hữu dụng khi mấy em biện luận, đặc biệt là trên bệnh nhân gì ạ? Trên đối tượng bệnh nhân nào mà mình cần định lượng NH3? Bệnh nhân gan, đúng không? Đặc biệt là những bệnh nhân sơ gan giai đoạn cuối, chức năng tổng hợp ure của gan đã giảm rất nhiều, làm ứ động NH3 trong máu. Và khi bạn này tăng với nồng độ rất cao sẽ làm cho bệnh nhân đi vào biến chứng là hôn mê gan. Rồi đó là những cái sản phẩm mà cơ bản nhất để nói cho mấy em biết là trong máu mình cần phải biết qua để khi nó thay đổi nồng độ thì mình biết nó liên quan đến bệnh lý. Và nhắc lại đó là những cái kiến thức cũ ở mức độ vận dụng và mình có thể lượng giá lại nha. Rồi thì đó cũng là toàn bộ nội dung về bài hóa sinh máu. Thì các em có gì thắc mắc trong phần này không ạ? Bạn nào có thắc mắc gì thì cứ để lại comment ở phía bên để mình dễ tiện theo dõi. Ở trong cái hộp chat box